Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Nông nghiệp sạch TH của mình. Vâng, hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2021 thì thể theo sự yêu cầu của một số anh em chăn nuôi cũng như một số bà con mới khởi nghiệp về con dê thì muốn biết về cái thông tin của cái giá dê hàng ngày á các bạn. Thì mình ở Tây Ninh, mình cũng cập nhật cái giá dê của thương lái ở khu vực Tây Ninh và Bình Phước cho anh em và bà con chúng ta tham khảo thêm nhé. Vâng, thưa các bạn, theo thông tin mà mình cập nhật từ các thương lái á, thì giá dê ở khu vực Tây Ninh và Bình Phước của ngày 16 tháng 3 giá như sau. Dê cái già thì nó gồm có 3 mức giá. Loại 1 là dê dê lẩu thì có giá là 100.000 một ký. Loại 2 là dê gân có giá 90.000 một ký. Và loại 3 là dê tàu. Dê tàu là dê nó người ta nói là đi Trung Quốc đó các bạn thì có giá là 75 đến 80.000 một ký. Vâng, thì đó là cái giá dê già các bạn, dê cái già đó. Còn dê thịt thì có giá như sau. Dê thịt từ 28 kg đến 35 kg có giá là từ 138 đến 140.000 đồng một ký. Vâng, thì đó là giá dê thịt. Giá dê này là mình chỉ báo giá dê cho cái dạng mà cái hàng hàng lai thôi nha các bạn, chứ cái hàng đầu xô với hàng bo hàng này kia là ở Tây Ninh mình không nói được. Ở Tây Ninh là chủ yếu là hàng lai thôi các bạn ơi, chứ hàng bo là ít nên mình không báo giá hàng bo cho các bạn được nhé. Thì cũng cũng có thể là thương lái sẽ áp dụng cái mức giá này với độ chênh lệch là cộng trừ 2 thôi các bạn ơi. Và cái giá này thì mình cũng không có phải là thông báo là cái giá chính xác cho các bạn đâu. Bởi vì cái giá dê là còn tùy thuộc vào từng thương lái nữa. Có thể là lái này sẽ mua chênh lệch so với lái kia là 2-3 ngàn. Thì các bạn cũng thông cảm cho mình một cái là mình nói không chính xác được. Cái này là trong vấn đề làm ăn mà các bạn. Không bao giờ mà lái này lái kia họ mua đồng giá đâu. Có thể là các bạn gặp lái này mua cao hơn nhưng mà gặp lái kia thì sẽ mua thấp hơn. Vâng, thì đó là giá dê thịt. Còn có 3 loại dê nữa, đó là dê lỡ đó các bạn. Thì loại đầu tiên là số ký là từ 8 kg đến dưới 14 kg. Sẽ có mức giá là 180.000 đồng 1 kg. Loại 2 là từ 14 kg đến 17 kg. Có giá là 170.000 đồng 1 kg. Và loại dê lỡ 3 là dê từ 18 kg đến dưới 24 kg. Có mức giá là 155.000 đồng 1 kg. Vâng, thì đó là cái thông tin mà mình cập nhật của mấy thương lái đi mua dê hàng ngày ở khu vực Tây Ninh và Bình Phước đó các bạn. Thì người thì nói giá này, người thì nói giá kia. Nhưng mà cái độ chênh lệch là 2-3 ngàn nha các bạn, không có nhiều nha. Thì các bạn tham khảo thêm về mức giá đó thì chúng ta có thể là dựa vào cái mức giá này chúng ta có thể, nếu như anh em nào mà nuôi dê vỗ béo đó thì chúng ta có thể là căn vào cái mức giá để chúng ta đầu tư về cái khẩu phần ăn đó các bạn. Đầu tư canh mức giá để đầu tư sao mà để mình có lời nha các bạn. Vâng, thì đó là mình cập nhật của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 3. Vâng. Và cũng nhân tiện đây thì cho mình giới thiệu luôn với một số anh em. Có thể một số anh em cũng đang rất cần là cái con dê đực đó các bạn. Hôm nay là mình có một con bo lửa này các bạn. Nó đã đủ răng rồi nhưng mà nó còn rất là sung nè, do là
bây giờ nó dư các bạn, không phải là cũng không phải là dư, mà bây giờ là chủ nhà nó đổi con đực khác các bạn, bởi vì trừa nó lại thì sợ nó trùng huyết với mấy con tơ đó. Cho nên anh em nào cần thì nhanh tay nhấc máy và alo cho mình cái số điện thoại ở dưới phần mô tả của video nhé. Con này thì nó mới bẻ răng đủ các bạn ơi, nhưng mà cái tướng của nó các bạn thấy cái tướng nó rất là sung nhé. Chặt này chắc cũng cỡ 80 kg đó các bạn. Mình nhìn là mình vẫn kết con dê này nè. Con này mà các bạn mà lấy về mà lấy giống sau này chắc ok lắm này. Nhìn tướng chân trước chân sau nó đều lắm nha các bạn. Thì loại này thì chắc cũng có giá bình dân thôi các bạn ơi. Cái này thì mình để số điện thoại đó rồi anh em cần cứ hỏi giá trực tiếp nhé. Vâng, như vậy là hồi nãy giờ mình đã cập nhật được cái giá dê của ngày hôm nay ở khu vực Tây Ninh và Bình Phước cho anh em và các bạn tham khảo. Cái giá dê thì mỗi vùng miền nó có một cái mức giá khác nhau. Anh em mà muốn chia sẻ cho nhau để tìm hiểu á thì anh em hãy để cái mức giá của cái vùng mình ở cái phần bình luận nha anh em. Qua đó anh em mình dễ giao lưu với nhau hơn. Vâng, cảm ơn các bạn. Thì hôm nay mình cũng xin thông báo cho tất cả anh em rằng là để mà thuận tiện trong cái việc mà mua bán dê cho bà con á, có một số bà con cứ hỏi mình là cho mình cái số điện thoại của ông lái này lái kia đó. Thì mình cũng xin từ nay thì mình sẽ để cái số điện thoại của một số thương lái ở cái dưới phần bình luận đó. Thì bà con nào mà có dê cần bán á thì cứ điện gặp trực tiếp với thương lái thì người ta sẽ báo giá trực tiếp cho quý vị và các bạn nhé. Có một số bà con muốn bán dê mà kiểu như số lượng ít đó các bạn, mà tìm thương lái thì nói chung là có khi người ta hẹn hẹn ngày hôm nay thì ngày mai nhiều khi nó cũng lỡ với lại bà con. Cho nên mình từ hôm nay thì mình sẽ để cái số điện thoại ở đây thì chắc chắn rằng là mình sẽ khi mà bà con có dê mà bán thì alo bên mình thì bên mình sẽ trực tiếp đến bắt cho bà con nhé. Vâng, một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả anh em bạn bè hôm nay đã ghé kênh Nông nghiệp sạch TH của mình để cập nhật được tình hình chăn nuôi dê cũng như là giá dê. Thì quý anh em và bạn bè hãy cho mình một lượt đăng ký kênh để anh em mình thuận tiện trong việc giao lưu nha các bạn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.